Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Nhật Bổn đầu hàng. Dân Quốc năm thứ 34, 1945. Ngày 6 và 9 tháng 8, nước Mỹ đã thả hai quả bom nguyên tử ở đảo Quảng Đảo Hiroshima và Trường Kỳ Nagasaki. Ngày 9 tháng 9, Nhật Bổn chính thức đầu hàng. 5 năm về trước, Hòa Thượng đã đoán trước là Nhật Bổn sẽ có ngày này. Hòa Thượng kể, 5 năm trước khi Nhật Bổn đầu hàng, tôi suy đoán theo ngũ hành đã đoán trước rằng Nhật Bổn ở năm đó sẽ bị suy yếu và không còn nữa. Đầu tiên là vì sao Nhật Bổn bị bỏ bom nguyên tử? Vì tội ác của Nhật Bổn quá nặng nề. Đó đều là có nhân quả. Hiện tại có đảng nào đó giết nhiều người Hoa, nhưng thật ra không bằng phân nửa số người Nhật Bổn đã giết. Nhật Bổn xâm lược Trung Quốc, giết người như mè, và có vô số người Trung Quốc bị thảm sát. Họ giết người hoàn toàn không hợp lý, hễ bị họ bắt đi tức là mất mạng. Có một số người bị mất tích là bị bắt đi trong đêm, bị trùm vào bao bố mà quăng xuống đất cho chết tươi nên không ai biết được. Khi bom nguyên tử nổ, Nhật Bổn trở tay không kịp, nên chỉ có nước đầu hàng vô điều kiện. Quốc dân đảng sau 8 năm kháng chiến được thắng lợi. Tổng thống Tưởng Giới Thạch lấy đức đáp lại quán thù, thả tất cả tù binh Nhật Bổn đưa về Nhật. Tôi nhận thấy rằng, người Nhật xâm lược Trung Quốc, giết người vô số, hủy hoại rất nhiều công trình kiến trúc. Đáng lẽ phải bắt binh lính họ ở lại Trung Quốc để tu sửa các công trình kiến trúc đã bị họ phá hủy mới phải. Đương thời, tôi đã từng nói với các vị, các ông đừng xem thường người Nhật. 20 năm sau, họ sẽ xưng hùng, xưng bá trên thế giới cho coi. Vì sao tôi nói như vậy? Vì Nhật Bổn tuy bị chiến bại, nhưng họ có lòng đoàn kết, có lòng yêu nước đặc biệt mạnh mẽ, cho nên họ sẽ nghĩ cách hưng thịnh đất nước mình trở lại. 20 năm sau, quả nhiên người Nhật đứng đầu thế giới về chiến thuật kinh tế và trở thành một cường quốc. Vì nước Nhật Bổn nhỏ bé nên họ muốn hướng ngoại phát triển. Tiếc rằng chính sách bảo thủ quốc gia của họ không đủ mạnh. Họ chỉ biết đi xâm lược nước người, không biết họ đã làm tổn hại biết bao nhân mạng và tài sản của người ta. Tổn thất tài sản là việc nhỏ, còn vấn đề phải bồi thường bao nhiêu nhân mạng kia mới là việc trọng đại. Nếu làm việc gì có lỗi với nhân dân quốc gia của chính mình, thì tôi cho rằng đó là bất trung. Nếu trung thực chân chánh, thì họ đã không xâm lấn nước ngoài, mà chỉ cần giữ gìn ranh giới lãnh thổ của nước mình là đủ rồi. Dù Nhật Bổn đã đầu hàng vô điều kiện, nhưng ách nạn của đồng bào Trung Quốc vẫn chưa hết. Vì ở Đông Bắc bị nước Nga xâm chiếm, chúng đốt nhà, cướp của, chặn đường đánh cướp, không tội ác nào mà họ không làm. Tôi và Hòa Thượng Phương Trượng đem khoản tiền cúng dường sửa chùa có hơn 100 vạn trở về chùa Tam Duyên. Trên đường đi gặp quân Nga cưỡng bức lục soát. Trước tình huống đó, Phương Trượng chắp tay niệm Phật: Nam Mô A Di Đà Phật, và niệm muôn đức hồng danh không ngừng dứt. Kết quả là chúng tôi được bình an thoát nạn, không bị tổn thất chi. Nhận thấy thời cuộc bấp bênh không yên ổn, nên tôi đề nghị tạm ngưng công trình tu sửa chùa mà chờ đợi thời cơ. Hòa Thượng Phương Trượng không nghĩ như vậy, nên tôi cũng không tham gia vào việc quyên tiền và đi dân du khắp nơi. Hỏi: Lúc Hòa Thượng ở Đông Bắc, Nhật Bổn đã xâm chiếm Đông Bắc, nhưng đến nay người Nhật vẫn không công nhận hành vi xâm lược của họ. Hòa Thượng có nghĩ rằng họ sẽ theo vết xe cũ làm chuyện giống như xưa nữa không? Đáp: Nếu như tham không ngừng, trước sau gì cũng bị diệt vong. Nhật Bổn học được bài học của việc bị bỏ hai quả bom nguyên tử mà đầu hàng vô điều kiện rồi. Nếu họ còn không sửa đổi, tức trong tương lai họ sẽ gặp nguy hiểm. Ghi chú: Bạch Cảnh Học, cháu trai của Hòa Thượng đã từng nói, anh thứ tư của Hòa Thượng chết lúc chưa đầy 40 tuổi, cũng chính là năm Nhật Bổn đầu hàng. Anh hai của Hòa Thượng làm cảnh sát ở huyện Sông Thành, lúc đó có trên 2.000 tên ăn cướp nổi loạn. Huyện Sông Thành phái nhiều binh lính đi lùng bắt bọn họ, nhưng không dẹp được nạn cướp.
Anh hai của hòa thượng thân không mang súng, một thân một mình tới thuyết phục được toàn bộ bọn cướp đầu hàng. Ông ta ở huyện Sông Thành nói một là một, cả quan huyện cũng phải nể sợ ông ta. Ông ta mất lúc ngoài 40 tuổi. Người anh cả của hòa thượng ngoài 70 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh. Buổi sáng ông còn hái đậu ra chợ bán, nhưng đi đến nửa đường cảm thấy có chút mệt, bèn ngồi nghỉ mệt rồi chết ở đấy. Ha ha ha, 问什么的说